Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với một chủ đề là làm thế nào để cho phụ nữ vui. Có thể nói rằng là có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới làm cho phụ nữ vui được thôi. Vì đàn ông thì mấu chốt là họ luôn luôn tự cho rằng là họ không hiểu phụ nữ nhá, chứ không phải là phụ nữ khó hiểu, đúng không nào các chị em? Thế thì nhiều người cũng nghe những cái câu đại thể như là phụ nữ sinh ra là để yêu chứ không phải để hiểu. Ngay cái chuyện đấy thôi đã làm cho phụ nữ chúng ta trở nên khó hiểu rồi. Và phái mạnh thì họ thường lấy một cái lý do rằng là bởi vì não bộ của phụ nữ rất là phức tạp, bên trong nó rất là tinh vi, thế nên chúng tôi không thể nào hiểu được. Rồi phụ nữ là đa nhiệm, phụ nữ kết nối các loại này lại kia với nhau, đàn ông là đơn nhiệm cho nên đàn ông họ không thể hiểu được phụ nữ. Nhưng mà thực ra cái đấy cũng chỉ là một cái dán nhãn thôi, đúng không nào? Tôi cho rằng là nếu muốn hiểu phụ nữ và muốn làm phụ nữ vui thì vẫn có cách. Và đây chính là cái video mà mình nói ra tất cả những cái điều mà tôi thống kê lại được dựa trên những cái người mà thường xuyên tương tác, học viên thường xuyên tương tác, những cặp đôi mà mình tiếp xúc, những bạn nữ độ tuổi từ khoảng 25 cho đến 45 nhá, là cái độ tuổi chính của mà Anna thường hay tiếp xúc, thì họ có chia sẻ với mình. Và rồi mình đúc rút ra được một kinh nghiệm là hóa ra làm phụ nữ vui thì nó cũng chỉ có từng đấy cái thôi. Trong đó có một cái là cái ấn tượng đầu tiên. Người ta nghiên cứu và người ta thấy rằng là cái khoảng thời gian là từ 27 giây đến 12 phút là cái ấn tượng đầu tiên. Nếu các anh mà biết làm cho họ vui hoặc là tạo ấn tượng trong cái chỗ này này thì nó sẽ rất là có lợi thế về sau này. Bởi vì để mà xóa bỏ hoặc để cho họ quên cái ấn tượng đầu tiên đấy phải mất vài tháng đến vài năm. Các bạn thấy nó khủng khiếp không nào? Thế cho nên là mình nhớ là khi mình muốn làm phụ nữ vui ấy thì ngay từ đầu mình cũng phải có cái ấn tượng, tạo được ấn tượng. Chứ đừng bỏ qua cái giai đoạn này. Đừng có nghĩa là, đừng có bao giờ mình nghĩ là cứ để thời gian đi xong bắt đầu cô ấy sẽ thực sự hiểu mình là ai. Phụ nữ không có như thế đâu. Phụ nữ kết nối rất là giỏi và cô ấy sẽ kết nối ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ cái việc mà cái hàm răng của anh là có nhiều rau riếc bám vào đấy, và cô ấy sẽ liên hệ một loạt đến toàn bộ cái hành trình sau này, bao gồm cả việc là khi mà cái hàm răng ấy đụng vào cái miệng của cô ấy thì sao, rồi sau này những cái việc rằng là anh ấy bẩn thỉu như thế nào, rồi bắt đầu người ngợm của anh ấy cũng dính rau hoặc dính một cái gì đó, và cô ấy liên hệ hết, và có thể là bạn sẽ bị loại ra khỏi từ cái vòng gửi xe. Cho nên bạn phải rất là thận trọng với những cái ấn tượng đầu tiên. Cái nữa là gì, đàn ông thì được hấp dẫn bởi phụ nữ nào làm ok, những cái vẻ đẹp nữ tính, những cái gì đấy trên người ngợm mà nó có vẻ to to tròn tròn, đàn ông thích chẳng hạn. Thế nhưng mà phụ nữ ấy thì thường là người ta hay ngưỡng mộ cái người đàn ông của người ta, tức là phải ngưỡng mộ một cái tài năng nào đó, một cái thế mạnh nào đó. Thì thể nào con người sinh ra ai chả có thế mạnh. Nếu mà bạn không biết nấu cơm, bạn cũng sẽ biết dọn nhà, đúng không? Cái thế mạnh của mình có thể là đánh chùi toilet thật là sạch. Như tôi mà ai mà vào đánh chùi toilet tôi là tôi khoái, tôi không cần phải nấu cơm. Hoặc ví dụ như là cái thế mạnh của bạn là làm tất cả những việc mà cô ấy ghét. Như tôi là tôi rất ghét là xếp giường chiếu á, tôi rất là ghét. Hoặc tôi rất ghét phơi quần áo, tôi có thể giặt tay cả một chậu quần áo rất to. Và tuần nào tôi cũng có thể giặt như vậy, nhưng mà tôi lại rất ghét phơi. Phơi xong mang vào xong gấp xong cất đi. Mà tôi lại thích cái cảm giác là mở cái tủ quần áo ra nó thật là gọn gàng. Mà tôi lại không thích là người làm dọn cái tủ quần áo. Tức là đơn giản là cô ấy không thích. Và bạn có một cái điểm mạnh là làm được tất cả những gì mà cô ấy không thích. Thế thôi. Thì tự động là cô ấy sẽ rất là vui và cô đã rất là thích bạn rồi. Và trong số những thứ đấy thì cái sự hài hước nó luôn luôn là một điều rất là quan trọng. Người ta thấy rằng là riêng đàn ông mà hài hước ấy thì anh ấy luôn là cái rốn của vũ trụ. Và cho dù ở bất kể một cái bàn nào, ở một cái đám đông nào, ở một cái câu chuyện nào, ở một cái cuộc vui nào thì anh ấy đều là tâm điểm của sự chú ý. Sẽ rất là buồn nếu như mà thậm chí mình còn chả biết nổi một nửa cái câu chuyện hài, đúng không nào? Tôi thấy người miền Nam họ có cách hài khác hơn so với người miền Bắc. Tôi vào đây các anh ấy nói chuyện hài tôi còn chả hiểu là hài cơ. Nhưng thậm chí tôi còn hỏi là như thế nào. Tự nhiên đến mình là thành người vô duyên. Cho nên rằng là nhiều khi bạn mà muốn gây ấn tượng với cô gái bằng cái việc hài hước thì hãy đảm bảo là cô ấy có thể hiểu nhá. Chứ ví dụ như mà có những anh mà hay nói lái ở miền Nam á, anh yêu tôi ngày xưa á, anh gây ấn tượng bằng cái việc nói lái, tức là hài hước, thì chỉ có mấy cái người miền Nam hiểu thôi. Còn đụng đến tôi là tôi ngu người luôn á, tôi không hiểu gì cả. Và cuối cùng thì anh ấy bảo là, tức là cái phản ứng của mình á, nó không làm cho câu chuyện nó trở nên thú vị. Mình bảo ồ thế à. Thế là đôi khi á, nếu mà bạn thấy bạn thích một người hài hước thì bạn cũng phải biết là bạn cũng phải biết tham gia với câu chuyện đấy. Chứ còn ví dụ mà chất quốc như tôi á thì cũng không thể chê là người ta không làm mình vui nhá. Người ta đang nỗ lực. Và rồi sau này á mình có thể nói rằng là anh nói như thế rất là vui, mặc dù em không hiểu gì cả nhưng mà ok, vẫn cứ cười. Nó cũng là một trong những cái cách để mà mình bắt đầu cái câu chuyện và mình làm cho cái bản thân mình vui hơn trong tất cả những cái tình huống như thế. Và thêm một điều nữa là phụ nữ không thích những người đàn ông chỉ biết nói mà không biết làm. Nói chung là phụ nữ đánh giá rất cao về mặt hành động. Và đã nói rồi, phụ nữ có một cái khả năng kết nối phi thường.
Tất cả những thứ chả có liên quan gì. Đây là dây mơ, dãy má mà 7-8 tầng Đại Bác mới bắn đến thì cô ấy đều có khả năng kết nối. Cho nên là bạn phải chứng minh và làm cho cô ấy vui bằng hành động. Đó, bây giờ hành động thì cụ thể là như thế nào nhá. Đầu tiên ý, không bao giờ mà có một mẫu hình phụ nữ chung cả. Mỗi một người phụ nữ đều là một cá thể đơn nhất và là một sản phẩm hoàn hảo của tạo hóa. Và việc của các bạn là gì? Việc của các bạn là các bạn phải phân nhóm của cô ấy ra. Có những người á, cô ấy có cái ngôn ngữ yêu thương nào, bạn phải nói về cái đấy thì cô ấy mới vui được. Có những người là thích sự phục vụ này, cũng như đàn ông thôi. Có những người thì thích thời gian chất lượng, có những người thì thích được ôm hôn rồi, có những người thích được khen tặng, có những người thì thích quà. Và nếu mà bạn muốn làm cô ấy vui và bạn làm sai cái ngôn ngữ, mà cái ngôn ngữ đấy là ngôn ngữ yêu thương chính của cô ấy, thì cô ấy không bao giờ cảm thấy đủ. Có vui nhưng không đủ. Mấu chốt là họ phải cảm thấy là à, anh này anh ấy hiểu rất là rõ những gì mà mình cảm nhận là mình được yêu thương, mình được quan tâm. Như tôi nói đấy, của tôi là thời gian chất lượng nhá. Của tôi là thời gian chất lượng. Cho nên là anh người yêu tôi mà anh ấy cứ xách xe mà anh ấy chở tôi đi vòng vòng thì anh ấy là thích phục vụ như thế. Nhưng bản thân tôi là tôi thích sự đồng hành. Cho nên là có việc có phục vụ tôi hay không, có chở tôi đi hay không, nó cũng không phải là cái thứ mà tôi quá quan trọng. Nhưng tôi lại rất thích cái sự đồng hành. Tôi rất thích cái thời gian chất lượng cùng nhau, tôi thích cái, rất thích được làm cùng nhau mọi thứ. Thế nếu anh ấy mà không thỏa mãn cái đấy của tôi là tôi chán liền à? Là bắt đầu rơi vào một cái suy nghĩ là à, không biết là mối quan hệ này nó có phù hợp với mình không? Thi thoảng tôi nghĩ như thế đấy gì? Tại vì tôi không được yêu thương theo đúng cái ngôn ngữ của tôi mà, thế nên tôi sẽ cảm thấy được như thế. Hoặc là khi mà tôi kể chuyện là phải lắng nghe, mà bạn nghe bạn biết rồi, tôi nói tốc độ rất là nhanh. Cái thứ mà cái tốc độ mà tôi xử lý rất là nhanh, cho nên anh ấy mà chậm một tí là tôi cũng cảm thấy rằng là à, không có vui. Tại vì sao? Tại vì nhiều khi nói chuyện với anh ấy là tôi phải hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, sau đấy bắt đầu câu chuyện, bắt đầu giảm tốc độ của mình xuống còn khoảng một nửa thôi thì bắt đầu hòa hợp với anh ấy. Thế thì bao giờ mà mình vui á thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, vì đấy là cái sự khác biệt của hai người. Mà khi mà các bạn yêu lâu rồi thì rõ ràng là sẽ có những lúc mình phải dung hòa. Và bạn biết không, có những lần mà tôi thấy rằng là anh ấy tăng tốc lên á, là anh ấy chỉ tăng tốc mỗi lần mà đi xem phim thôi. Ví dụ đi xem phim nhá, mà cái thang máy mà nó đang chuẩn bị đóng lại á, mà tôi nhớ là ở Vitexco mỗi lần mà đóng thang máy là chờ rất là lâu, là anh sẽ phi cực kỳ nhanh luôn. Tôi cảm thấy như một cái tia chớp ấy phóng vèo một cái qua để giữ cái cửa thang máy, thì đứng đấy là lúc tôi rất thích. Bởi vì sao? Tôi thích tốc độ đấy, cứ làm cái gì mà nhanh như thế tôi thích. Và tôi hiểu rằng là cứ mỗi lần mà đi xem phim á thì nào anh ấy cũng di chuyển rất nhanh, y như rằng cứ mỗi lần đi xem phim mà tôi bị dục là em nhanh lên. Và ơ buồn cười nhở, bình thường em không dục anh thì thôi, rồi anh lại dục em. Thế mà thực sự về một cái mặt vô thức thì mình lại thích những cái thứ đấy, vì nó matching hòa hợp với mình. Cho nên là cái sự hòa hợp nó mới quan trọng. Chứ còn đừng có gọi là một mình một phách, cứ làm theo ngôn ngữ yêu thương của mình, xong đấy không phải ngôn ngữ yêu thương của người kia thì cũng rất là dở tệ. Đấy, phụ nữ cũng, cái chỗ này phụ nữ cũng phải lưu ý nhá. Mình cứ nấu cơm ra thật ngon nào, mà anh này anh ấy là ngôn ngữ yêu thương là sự đụng chạm, thế thì ăn cơm xong anh ấy ứ thành quan tâm đến việc thưởng thức cơm nào đâu. Anh ấy chỉ quan tâm đến việc thưởng thức bạn như nào thôi. Cho nên là mọi thứ nó đều phải cực kỳ hòa hợp, và mình phải tinh tế trong cái chuyện này. Rồi, phụ nữ thích cái gì nữa nhỉ? Phụ nữ thích cảm giác an toàn. Có lẽ rằng cái cảm giác an toàn của phụ nữ là một trong những cái giá trị mà họ hướng tới vô cùng mạnh mẽ. Cũng chính bởi vì điều đấy mà họ thực chất nhé, cho dù những người phụ nữ đã đổ vỡ, đã ly hôn rồi, họ vẫn luôn mong muốn về một cái mái ấm. Tại vì cái đấy nó tạo cho họ một cảm giác an toàn. Tôi thì tôi phân loại những cảm giác an toàn như sau này. Cảm giác an toàn về mặt tài chính, cảm giác an toàn về mặt thân thể, tức là như kiểu là có anh hùng cơ bắp được bảo vệ. Xong cảm giác an toàn về mặt tâm trí, tức là an toàn với cái người đàn ông của mình, không sợ là anh ra kia là anh bắt đầu anh hẹn hò với người khác. Thế nếu mà bạn có thể tạo cho phụ nữ ba cái cảm giác an toàn đó thì bạn là số 1 rồi. Đó, và cô ấy luôn luôn vui vẻ. Cho dù bạn ở bất cứ đâu và cô ấy ở bất cứ đâu thì cô ấy vẫn luôn luôn cảm thấy vui. Bởi vì thế này này, đầu tiên nhá, về tài chính, phụ nữ bây giờ là rất là hiện đại và họ rất là chủ động. Cũng có những người phụ nữ mà cái giá trị an toàn về mặt tài chính của họ quá cao thì họ sẽ muốn có những cái chỗ dựa là những anh chồng, những anh người yêu mà có nhiều tài chính. Thì ok, nếu người yêu của bạn hoặc là vợ của bạn, người phụ nữ của bạn thuộc cái nhóm này thì bạn sẽ biết cách phải làm thế nào rồi, đúng không? Thế còn đa phần giống như tụi tôi là tụi tôi tự, nói chung là tự túc là hạnh phúc, tự do là muôn năm, tự do là tài chính là một trong những thứ mà nhất định phải có. Cái số 2 ấy, là về mặt thân thể. Ví dụ thế này này, không thể nào mà cô ấy đi ra cô ấy bị chọc ghẹo mà bạn lại không làm một cái gì cả, đúng không? Bạn nghĩ đi, ít nhất cũng phải có cảm giác được bảo vệ chứ. Bây giờ tôi vẫn hay nói là thế bây giờ mà anh yếu ớt như thế thì ví dụ bây giờ nào kia em bị bắt nạt thì anh phải làm như thế nào, đúng không? Thì tự nhiên cô ấy cảm thấy rằng là nó không có được bảo vệ, và lúc đấy cô ấy không vui.
đương nhiên cái chuyện đấy bây giờ nó khó diễn ra lắm các bạn ạ. Có công an rồi, có luật pháp này nọ kia khác. Xong bắt đầu mấy cái người phụ nữ mà có cái nỗi sợ đấy như tôi ấy, tôi chả bao giờ đi đâu cả. Tôi chỉ thích ở quanh mấy cái chỗ mà quen thuộc với tôi thôi. Tại đơn giản là vì tôi cần cái cảm giác an toàn về mặt thân thể như vậy. Thì bạn cũng phải để ý cái chỗ này. Xong cảm giác an toàn về mặt tinh thần, có lẽ cái này là cái quan trọng nhất. An toàn về mặt tinh thần, người ta cứ tưởng an toàn là mặt tiền, nhưng mà về mặt tinh thần ấy. Tại vì phụ nữ là rất là ghét cái sự giả dối. Đàn ông nhá, có thể có cảm tình với nhiều người cùng một lúc, thậm chí có thể có quan hệ thân mật với nhiều người phụ nữ một lúc, với cả những người mà anh, với cả cái người mà anh ta yêu và những người phụ nữ khác, anh ấy vẫn có thể làm được. Thế mà phụ nữ thì thường là không thôi. Đã, trừ những người phụ nữ có tính nam mạnh thì mình không nói, còn đa phần phụ nữ là họ rất tôn trọng cái giá trị này. Họ rất tôn trọng cái giá trị này. Cho nên á, nếu như có, nếu mà các bạn chung sống với nhau quá lâu rồi mà các bạn cũng như kiểu là không ai tránh được những cái phút giây mà bạn xao xuyến, giống như là gió thổi mà cành lá bạn rung rinh ấy, thì bạn cũng phải làm sao mà người phụ nữ của mình, người ta không cảm thấy là bị đe dọa ở cái cảm giác an toàn về mặt tinh thần. À, còn nếu mà bạn mà làm đến cái nỗi nào mà cứ mỗi lần cô đi đâu cô lại sốt sình sịch, kiểm tra điện thoại này, anh đang ở đâu đây, mở video lên đi cho em kiểm tra xem xung quanh anh như thế nào, như thế là fail rồi đấy. Như thế là người phụ nữ đấy họ không có được cảm giác an toàn và họ không bao giờ vui hết cả. Cứ mỗi lần bạn đi đâu là họ lại cảm thấy khó chịu và họ lại gây sự, họ lại kiếm chuyện. Ok thế nào? Cho nên là thực ra là phụ nữ của chúng tôi rất là dễ hiểu, các bạn thấy không? Tôi đã cung cấp tất cả những cái bí kíp cho các bạn rồi đấy. Một cái nữa, bây giờ phụ nữ mà hiện đại á thì họ có một cái cá tính rất là mạnh mẽ. Mà hãy nhớ rằng là phụ nữ thì muôn đời vẫn là phụ nữ. Cho dù họ rất là mạnh mẽ ở công việc thì bạn là người cần phải cho cô ấy cảm giác là cô ấy là phụ nữ. Và bất kể một lúc nào mà cần phải mạnh thì bạn phải mạnh. Chứ không phải là vì cô ấy dẫn dắt một đội nhóm cả vài nghìn người, hoặc là cô ấy có một công ty rất là bự, hoặc là cô ấy kiếm rất là nhiều tiền, hoặc là cái gì cô ấy cũng biết cả, mà bạn quên đi cái vai trò này. Tôi hoàn toàn có thể lau được cái quạt nhá, nhưng tôi không bao giờ tự làm cái việc đấy. Tại vì tôi muốn người đàn ông của tôi làm, tôi chỉ nói là anh ơi, quạt bẩn lắm ý. Thì bình thường mà nói như thế với đàn ông là họ không hiểu đâu. Nghĩa ra tôi phải nói rằng là anh ơi anh lau quạt đi. Thế mà rất là hay là gì, anh ấy mà không lau thì nào cũng có người khác lau, chứ tôi không phải là tôi. Thế thì dần dần á, mỗi lần mà như thế thì anh ấy là ổ quái nhờ, tại sao cái quạt của mình nhà mình nó lại sạch. Thế mà đôi khi có những người đàn ông còn chả bao giờ để ý đến điều đấy. Đấy là một trong những cái việc mà mình cần phải để ý nhá. Đôi khi mình không làm sẽ có người khác làm hộ đấy. Cho nên là tốt hơn hay là mình làm đi. Vì như thế thì chẳng có ai có thể có cái năng lực làm hộ. Làm hộ mình là người đấy mang đến niềm vui cho người yêu của mình, đúng không nào? Cho người phụ nữ của mình. Nếu bạn không thích điều đấy xảy ra thì bạn hãy làm những cái việc mà khiến cô ấy được cảm giác là nữ tính. Anh bạn đồng hành của tôi á, thì trông anh ấy thì dây dây thôi, nhưng mà mỗi lần mà đi về tôi là đồ đạc là khoác trên người anh ấy cả. Tất cả mọi thứ tôi chỉ cầm trước, ăn mặc đẹp xong rồi cầm mỗi cái điện thoại này đi đằng trước này. Xong bắt đầu anh ấy sẽ thồ hết tất cả mọi thứ ra xe, xong bắt đầu anh đánh xe ra, tôi bước lên, xong bắt đầu sau đấy khi mà tôi đến nơi á thì việc của tôi là tôi lại cầm cái điện thoại, xong tôi bước xuống. Bữa nào mà nhiều đồ á là anh ấy, tôi cũng vẫn có thể làm được, mà anh ấy sẽ vác hết đồ vào trong cái chỗ của tôi, xong việc của tôi là ngồi vào chỗ đấy. Thế thì thực chất là khi mà bạn nuôi dưỡng cái người phụ nữ của bạn theo cách này ấy, thì một cách nào đấy cô ấy sẽ hơi bị tật nguyền một tí ấy, và tức là cô ấy sẽ bị phụ thuộc vào bạn. Thì xét về khía cạnh của người phụ nữ thì cái đấy không tốt, nhưng mà khía cạnh của người đàn ông thì lại tốt, đúng không nào? Bởi vì là thực ra bạn có chăm sóc cô ấy và làm cho cô ấy cảm giác là cô ấy được bao bọc, và bản thân phụ nữ luôn luôn thích cái cảm giác này. Thế thì đấy là tất cả những cái gì mà tôi có thể chia sẻ với bạn, những cái bí kíp quan trọng nhất để bạn có thể làm cho người phụ nữ của bạn vui. Tôi rất là mong những cái điều này sẽ hữu ích trong cái quá trình cải thiện và xây dựng một cái mối quan hệ của bạn ngày càng trở nên thú vị này, nhiều niềm vui này, và trở nên bền vững. Và nếu các bạn thích những gì mà tôi chia sẻ thì xin đăng ký vào kênh của tôi nhé, và theo dõi tất cả những cái link mà tôi đã để ở trong cái phần mô tả bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong giờ này của tuần sau.